Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Sú Kiếm Khách, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Gia Cát Anh hai má ửng hồng, thân hình tha thướt hơi lạng đi. Mắt của nàng sáng rực lên, giọng nói run run: "Cậu ca, cậu ca đã bảo hiểu lòng tiểu muội." Rồi nàng từ từ cúi đầu xuống. Cung Cừu toàn thân run lên lùi lại hai bước. Giữa lúc ấy, một quái nhân mặc áo xanh che mặt hiện ra lù lù, đứng đằng sau Gia Cát Anh mà nàng chẳng hay biết gì. Cung Cừu đột nhiên biến sắc, các mạch máu trong người tựa hồ ngừng cả lại. Trái tim của chàng dường như chìm xuống. Cặp mắt của Cung Cừu bỗng nhiên chạm phải mắt của quái nhân. Người chàng rung lên vì tia mắt của đối phương tự hồ như có một lực lượng kỳ bí, khiến cho tâm thần của chàng dao động không tự chủ được. Gia Cát Anh cúi đầu xuống. Lúc này nàng không giống như một vị nữ anh hùng gầm thét, kêu mây gọi gió, hoài thế lật nhào cả võ lâm, mà chỉ còn là một cô gái đa tình yếu đuối. Nàng thẹn thùng lại mở miệng thúc giục: "Cầu ca, trả lời tiểu muội đi." Cung Cừu chân tay tê dại, người run bắn lên, chẳng biết phải đáp ra làm sao. Chàng ngập ngừng trong giây phút rồi khẽ giọng nói: "Minh chủ, minh chủ, có để cho ta nghĩ thêm được nữa không?" Và các anh buồn rầu: "Tiểu muội không cưỡng bách, giả lại không phải là việc có thể cưỡng bách được. Cầu ca hãy nghĩ kỹ." Chàng liền đáp bằng một câu ý tứ sâu xa hơn: "Minh chủ, tại hạ rất vinh hạnh được minh chủ để mắt xanh tới. Có điều tại hạ nghĩ rằng hai bên cần phải hiểu nhau nhiều hơn. Nếu chỉ nhắm mắt theo tiếng gọi của tình cảm thì hậu quả đáng sợ không biết đến đâu mà nói." Gia Cát Anh hỏi: "Cầu ca tưởng nghiêm trọng đến như thế sao?" Cung Cừu thở ra: "Trong thiên hạ đã từng xảy ra bao nhiêu việc bất ngờ." Gia Cát Anh trước mắt như có một làn sương bao phủ. Nàng vẫy tay và nói: "Thôi được rồi, việc này để sau hẻ bàn. Cừu ca hãy đi đi." Người áo xanh che mặt chớp mắt đã biến mất. Cung Cừu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chàng khom lưng thi lễ rồi ra khỏi khu vườn quan nhà họ Triệu. Lúc này ráng chiều đã nhạt dần, sương đêm bắt đầu bao phủ bốn bề. Xa xa đã thấy những ánh đèn le lói. Trong vài ba dặm chung quanh, vườn hoa bố trí vô cùng cẩn mật, chẳng khác gì là có đại địch đến nơi. Cung Cừu thi triển khinh công về phía thị trấn. Chàng nhớ tới Phùng Chân và không hiểu gã có đợi mình không. Chàng còn đang đi thì bỗng nghe tiếng gọi rất thân thiết: "Cừu ca ca." Cung Cừu vội dừng bước, rõ ràng là Phùng Chân đang chờ mình ở mé đường. Chàng lên tiếng hỏi ngay: "Chân đệ đó ư?" Phùng Chân nói: "Ta phải đi ngay, kẻo lỡ mất thời cơ." Nói xong gã lao người đi trước, Cung Cừu hoang mang theo sau. Màn đêm buông phủ mỗi lúc một dày. Hai người đi chừng một trống canh thì trước mặt hiện ra một khu vườn cỏ dại mọc đầy, giơ bàn tay không trông thấy ngón. Nhưng nhờ công lực của hai người thâm hậu nên nhìn rõ được cảnh vật trong vòng 10 trượng. Cung Cừu ngó địa hình ngạc nhiên nói: "Đây là sào huyệt của Tam Hồ phải không?" Phùng Chân đáp: "Đúng rồi." Cung Cừu lạ lùng: "Đêm tối chúng ta còn đến đây làm gì?" Phùng Chân thản nhiên rượt theo bọn hồ ly: "Tiểu huynh không hiểu." "Rồi cừu ca sẽ hiểu ngay." Chớp mắt hai người đã đến trước 3 căn nhà tranh. Trong nhà có ánh sáng lờ mờ. Cung Cừu hỏi: "Trong nhà có người ư?" "Không có ai cả." "Sao lại có đèn sáng?" "Đó là ánh sáng của hạt châu. Chúng ta quanh ra sau nhà đi." Cung Cừu đầy lòng ngờ vực đi theo Phùng Chân đi ra sau nhà. Giữa chốn rừng sâu ma trơi lãng vảng, như ánh đom đóm càng tăng thêm vẻ rùng rợn. Phùng Chân đưa tay trỏ một đám lửa xanh biếc: "Cừu ca coi kìa, chỗ có từng chấm lửa ma trơi đó là dấu hiệu đưa đến nơi mà thiên thủ
tú sĩ Phạm Thế Quang. Cung Cừu kinh hãi: "Y dám để dấu vết lại ư?" "Đúng thế, Phạm Thế Quang tuy mất hết võ công nhưng tâm trí vẫn còn sáng suốt. Ban ngày y đã để ký hiệu ở trên tảng đá nói rõ tất cả. Đây là y dùng thuật quỷ quả lưu ngân." Cung Cừu hỏi: "Vì thế mà chân đệ phải ban đêm mới theo dõi được?" "Đúng thế, ban ngày không trông thấy." Cung Cừu dò xét: "Chân đệ cùng Phạm Thế Quang là đồng đạo ư?" Phùng Chân đáp nửa vời: "À, có thể nói như vậy." Cung Cừu lại hỏi: "Phạm Thế Quang đã bị cầm tù 10 năm, công lực mất hết, sao còn giở trò quỷ quả lưu ngấn được?" Phùng Chân khẽ gật: "Đó là một trong tam bảo để cứu mạng, trong người bao giờ cũng phải giữ. Chân đệ cũng có ư? Tử đệ không cần dùng đến thứ này. Chúng ta rượt tam hồ để làm gì? Cứu người. Sức lực hai chúng ta e rằng không địch nổi họ đâu." Phùng Chân cười khỉnh: "Tiểu đệ đã có kế, nhưng từ lúc này trở đi Cừu ca đừng nói năng gì nữa, phải hết sức bí mật." Phùng Chân đi trước, Cung Cừu đi sau, cách nhau chừng 3 trượng, cứ theo ánh lửa lân tinh mà đi. Cung Cừu nghĩ thầm ở trong bụng: "Tam hồ giam giữ thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quang chỉ vì muốn lấy nửa bộ dưới của phò Nhất Nguyên Bảo Lục. Cứ tình trạng này mà xét thì Phùng Chân và Phạm Thế Quang tất nhiên là đồng môn. Phần dưới của phò Nhất Nguyên Bảo Lục nguyên là của phụ thân mình, vì nó mà họ Nam Cung đã phải chịu thảm họa chết cả nhà. Đương nhiên mình có quyền lấy về, nhưng Phùng Chân lại có lời giao kết làm huynh đệ với mình. Việc này mới thật sự là khó tính." Cung Cừu đang nghĩ ngợi thì Phùng Chân liền vỗ tay ra hiệu cả hai nằm phục xuống đất. Cung Cừu cũng theo gã nằm. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, chàng cảm thấy ở trong lòng bồn chồn, khó lòng nhẫn nại được nữa. Một lúc sau bỗng thấy phía trước ở trên đỉnh núi lửa lân tinh chớp luôn mấy cái. Tiếp theo hai bên tả hữu ánh sáng xanh lè cũng chớp như vậy. Phùng Chân vung tay lên, một đám lửa xanh biếc tung lên, phần tán ra chung quanh rồi tiêu tán đi. Cung Cừu bây giờ mới tỉnh ngộ biết rằng không phải chỉ có một mình Phùng Chân mà thôi. Rồi chàng chợt nhớ đến lời của ban y thần cái Đặng Thập Ngũ Công đã nói với Dạng Lão Tà. Chàng tự hỏi Dạng Lão Tà là ai. Phùng Chân đã cùng Phạm Thế Quang là đồng môn, tất có liên quan đến Dạng Lão Tà. Cứ xem lai lịch của Phạm Thế Quang cùng hành vi của Phùng Chân thì đều là hạng có khuynh hướng tà môn. Bất thình lình giữa đám lửa chập chờn cách đó chừng 10 trượng, trên một tảng đá lớn xuất hiện 3 bóng người. Một trong 3 bóng người bỗng cất tiếng hỏi: "Ông bạn ở đâu đến thì xin ra mặt tương kiến, bớt tất phải ẩn nấp làm chi?" Nghe thanh âm này đúng là tiếng của Diêm Vân Hương, và 3 bóng người đó tất là tam hồ chứ không sai. Cung Cừu bất giác trong lòng khích động. Phùng Chân nhảy lùi lại chỗ của Cung Cừu nằm: "Cừu ca, trước mắt kia là tam hồ, Cừu ca ở đây đừng nhúc nhích và đừng buông tha một tên nào qua đây." Nói xong gã lạng người một cái đã mất hút. Cung Cừu ngưng tụ nhẫn lực trông ra thì thấy 3 bóng người. Diêm Vân Hương đứng giữa, bên hữu là một người xinh đẹp chừng ngoài 20. Chàng chắc đó là Ngọc Diện Hồ Trúc Liên. Một người râu dài chùng xuống đến ngực đã đứng tuổi, không cần hỏi cũng biết hắn chính là Thiên Diện Hồ Xài Sinh Sơn. Ngọc Diện Hồ Trúc Liên chi bật lên tiếng cười trong trẻo: "Ông bạn nào đó đã tìm đến tam hồ, tất không phải là hạng vô danh ha." Trúc Liên chi vừa dứt lời thì có tiếng đằng hắn, rồi một bóng người lờ mờ xuất hiện, đó rõ ràng là một quái nhân áo xanh che mặt. Người áo xanh che mặt xuất hiện đột ngột khiến cho Cung Cừu sợ rung lên. Tiếp theo 3 bóng người nữa xuất hiện đột ngột ở 3 mặt tiến lại gần phiến đá chỗ mà tam hồ đứng. Cung Cừu tự hồ không tin ở mắt của mình, vì 3 người mới xuất hiện, 2 người là Càn Khôn Song Sát, còn người quay lưng về phía chàng chính là Phùng Chân. 4 người đứng 4 mặt dây tam hồ vào giữa. Tam hồ nhìn thấy 4 người vẻ mặt sợ hãi lộ ra ngoài mặt. Cung Cừu rung động hoang mang: Thái Thượng Kim Kiếm Minh sao lại cùng phe với Càn Khôn Song Sát và Phùng Chân?
Cung cừu rối loạn không hiểu ra làm sao cả. Bỗng một mùi thơm tựa như hương xạ bay vào mũi cung cừu. Cung cừu cả kinh quay đầu lại nhìn thì ra là một thiếu phụ đẹp như thiên tiên đang phục ở bên ngoài, chỉ cách xa mình chừng ba thước. Mùi hương chính là từ người của thiếu phụ này phát ra. Tuy trong đêm tối nhưng cách chàng rất gần, cặp mắt của mụ long lanh chiếu ra những tia sáng rất quyến rũ. Chẳng chút thẹn thùng, cung cừu chau mày ngẫm nghĩ không hiểu có phải là người cùng phe với Phùng Chân hay không. Chàng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi: "Ai đó?" Thiếu phụ cười hít hít: "Ta đây, mụ là ai? Đừng có hỏi nữa, kẻo kinh động đến bọn họ." Người của mụ nhào đi một cái đã đến bên cung cừu. Cung cừu toan cất tiếng hỏi thì cảm thấy ở dưới cạnh sườn tê dại rồi mấy đại quyệt đều bị kiềm chế. Thiếu phụ nở nụ cười thần bí: "Tiểu huynh đệ, Ngọc Diện Hồ Chúc Liên Chi là ta, chúng nghe rõ rồi chứ?" Cung cừu cảm thấy mạch máu của mình căng thẳng, ruột gan như bị vỡ tung, nhưng chàng vẫn trừng mắt nhìn mụ. Chàng khổ là gì không biết rõ mặt mày của Ngọc Diện Hồ Chúc Liên Chi. Không thì khi nào mà chàng để cho mụ ta điểm quyệt mình một cách dễ dàng như vậy? Chàng nghĩ thầm, Ngọc Diện Hồ Liên Chi đã xuất hiện bên mình, thế thì Tam Hồ đứng trên phiến đá đằng kia chắc là giả rồi. Ngọc Diện Hồ Chúc Liên Chi cắp cung cừu lên rồi lao người đi như bay. Bỗng ba tiếng rú thê thảm chói tai từ phía sau vọng lại. Đó là bọn người áo xanh che mặt đã hạ sát bọn Tam Hồ giả mạo. Lát sau cung cừu được đem vào trong một sơn động tối tăm lạnh lẽo. Một người đàn ông ăn mặc theo kiểu văn sĩ co ro phía bên trong cùng. Phía trước y là một đống lửa đốt bằng những cây khô đang cháy bập bùng. Một thanh niên mày rậm mắt thô ngồi bên đống lửa. Gã này đã được Thiên Diện Hồ cho hóa trang làm Phạm Thế Quang, nên cung cừu vừa trông thấy người văn sĩ đứng tuổi nằm ở trong góc thì đã nhận ra ngay hắn chính là Thiên Thủ Tú Sĩ Phạm Thế Quang. Gã thanh niên thấy Ngọc Diện Hồ đến, vội đứng lên khom lưng: "Thưa sư phụ, hiện tình ra thế nào?" Ngọc Diện Hồ nhõe miệng cười đáp: "Nếu không được Xài Sơn sư bá của con sớm phát giác thằng cha kia dở cái trò quỷ quả lưu ngân chi chi đó thì hậu quả không biết đến đâu mà nói. Quả nhiên vụ này đã đánh lừa được bọn chúng lần mò đến, chỉ khổ cho ba tên đệ tử của Diêm sư bá thay thế bọn ta mà bỏ mạng rồi." Cung cừu nghe Ngọc Diện Hồ nói đến Xài sư bá, Diêm sư bá thì hiểu ngay là Thiên Diện Hồ Xài Sinh Sơn và Cửu Tâm Hồ Diêm Dân Hương. Bây giờ chàng biết rõ Ngọc Diện Hồ là em út ở trong bọn Tam Hồ, và gã thiếu niên mày rậm mắt thô là đồ đệ của Ngọc Diện Hồ. Nguyên vụ này Thiên Diện Hồ Xài Sinh Sơn phát giác ra Phạm Thế Quang dùng phép quỷ quả lưu ngân để mà dẫn đường, nên hắn dùng thủ thuật kỳ diệu tuyệt luân hóa trang cho ba tên môn đồ giả làm Tam Hồ, và đồng thời đem Phạm Thế Quang dời đến nơi đây. Gã thiếu niên mày rậm mắt thô nhìn cung cừu: "Gã tiểu tử này là ai?" Ngọc Diện Hồ đáp: "Gã là cận vệ trưởng Kim Kiếm Minh tên gọi cung cừu. Gã cùng đồng bọn..." "Không phải, gã chỉ là theo đốm ăn tàn thôi, không phải một phường tà môn với bọn kia. Sư phụ đem gã về đây làm chi? Để làm sư đệ của ngươi." Gã thiếu niên biến sắc toàn nói gì nữa, nhưng lại tựa hồ như không dám mở miệng. Ngọc Diện Hồ đưa tay rờ má gã thiếu niên: "Tổng Khôi, ngươi ăn phải giấm chua rồi ư?" Cung cừu biết trên gã là Tống Khôi, và câu Ngọc Diện Hồ nói ăn phải giấm chua đã khiến cho chàng hiểu ngay mối quan hệ giữa thầy trò gã. Nó còn nói rõ Ngọc Diện Hồ là một con người như thế nào. Tống Khôi đỏ mặt lên: "À, đệ tử không có nghĩ vậy đâu." Ngọc Diện Hồ cười khúc khích: "Nếu vậy thì hay, chúng ta lập tức lên đường. Còn hai vị sư bá nữa đâu?" Ngọc Diện Hồ gắt lên: "Tiểu tử, ngươi phải nghe lệnh ta." Tống Khôi ấp úng: "Còn người họ Phạm này thì sao?" Ngọc Diện Hồ đáp: "Ngươi cõng hắn đi." Tống Khôi đưa mắt nhìn Ngọc Diện Hồ không dám nói gì nữa. Gã thu xếp một chút rồi cõng Thiên Thủ Tú Sĩ Phạm Thế Quang đi ra khỏi ngoài. Phạm Thế Quang người ngay như là khúc gỗ, y hé mắt ra một chút rồi nhắm lại ngay.
Ngọc Diện Hồ, Trúc Liên Chi lại cấp cung cừu theo sau gã kia ra khỏi động. Đi chừng 30 dặm, Ngọc Diện Hồ dừng lại và nói: "Đi vòng sang mé tả để về chỗ cũ." Tống Khôi thắc mắc: "Tại sao vậy?" Ngọc Hồ âm trầm: "Hai vị sư bá của ngươi đều là những tay cơ trí hơn đời, chúng ta đi đâu cho thoát? Đã vậy thì sư phụ sao còn bày ra cuộc này? Tiểu tử thế mới gọi là hư hư thực thực, đến thánh cũng không đoán ra được là ta lại quay về chỗ cũ. Kế hoạch của sư phụ thật là tuyệt diệu, người bất tất phải nịnh ta, đi lẹ lên." Cung cừu tuy không tự chủ được, nhưng thính giác hãy còn nguyên. Chàng ngấm ngầm, bội phục mưu trí của Ngọc Diện Hồ. Chàng tự hỏi, Ngọc Diện Hồ đã phản bội và bỏ Lưỡng Hồ, mù giữ Phạm Thế Quan để yêu sách nửa phò Nhất Nguyên Bảo Lục, để một mình chiếm lấy thì phải rồi, nhưng mụ bắt giữ mình nữa để làm chi? Trời tảng tảng sáng thì bốn người lại đến sơn động cũ. Cung cừu cùng Phạm Thế Quan bị giam vào một chỗ. Ngọc Diện Hồ để cung cừu ngồi xuống rồi đưa bàn tay mềm mại sờ vào má của chàng, rồi sờ cả xuống tấm thân tráng kiện của chàng. Mắt của mụ như lửa cháy, khiến cho tâm thần của người ta phải lay động và lửa dục bốc lên. Cung cừu căm hận thấu xương nhưng không sao phản kháng được. Tống Khôi đứng gần đó, ánh mắt rực lên tia lửa ghen hờn. Đột nhiên gã mở miệng run run: "Sư phụ, đệ tử vẫn chưa hiểu rõ." Ngọc Diện Hồ quay sang Tống Khôi: "Chưa hiểu rõ điều chi?" Thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quan là một người mưu trí, bản lãnh lại cao siêu. Sao còn bị... Ngọc Diện Hồ đắc ý cười: "Tiểu tử, bậc trí giả nghĩ ngàn điều tất cũng phải có một điều lầm lỡ chứ. Phạm Thế Quan làm tôn chủ không đạo, suốt đời nghĩ mưu lừa người này lừa người kia, môn nào cũng giỏi. Nài hắn bị thế này tức là sinh ư nghệ, tử ư nghệ đó. Trong ngàn điều thấu đáo, há không bị một điều sơ hở hay sao?" Tống Khôi ngờ ngác: "Đệ tử vẫn chưa hiểu." Ngọc Diện Hồ đáp: "Sài sư bá của ngươi nhờ tài cải trang làm sư phụ Phạm Thế Quan, vì hắn sơ hở nên bị mắc bẫy. Còn cuốn bí lục kia thì sao? Phạm Thế Quan há phải hạng tầm thường. Lúc sài sư bá toan mở miệng đòi lấy thì hắn đã sinh nghi. Sài sư bá không sao được, đành phải hạ thủ trước để kềm chế hắn và tước bỏ võ công của hắn đi." Cung cừu nghe Ngọc Diện Hồ nói đã hiểu rõ tại sao thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quan mắc bẫy vào tay của bọn Tam Hồ. Nhưng chàng không nghĩ ra được là tại sao nửa phò Nhất Nguyên Bảo Lục đêm hôm ở Nhị Hiền Trang đã bị Võ Lâm Nhất Lão lấy mất, rồi lại vào tay của Phạm Thế Quan, tôn chủ phái không đạo. Tại sao bọn Tam Hồ lại dò thám ra vụ này? Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Tống Khôi lại hỏi: "Sư phụ, tại sao ba vị lại biết được bảo lục này lại lọt vào tay của Phạm Thế Quan vậy?" "Ta cùng hai vị sư bá của ngươi đến ở ngoài động Vô Ưu, núi Đại Hồng, và là chỗ ẩn cư của Võ Lâm Nhất Lão, trong mấy năm trời mà không có kế gì hạ thủ. Sao thấy thiên thủ tú sĩ vào động rồi ra, Võ Lâm Nhất Lão theo dõi hắn mãi không chịu bỏ. Xem thế đủ biết là thiên thủ tú sĩ đã lấy mất bảo lục của lão rồi." "À, ra là thế. Bây giờ sư phụ định đối phó với Phạm Thế Quan ra sao?" Thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quan nghe ai bàn bạc đến chuyện đã qua, hắn cũng không động tâm mà cũng không thèm để mắt tới. Hắn cho là trong cuộc đời của hắn đã hết rồi, không còn hy vọng gì để sống được nữa. Ngọc Diện Hồ nhăn mặt nói tiếp: "Người ra giữ cửa ngoài động đi." Tống Khôi vâng dạ rồi lui ra. Ngọc Diện Hồ sờ vào mặt của cung cừu rồi bằng một giọng nói say đắm: "Người anh em hãy chờ ta làm xong việc, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ân ái. Người ở đây một lát nghe." Cung cừu mắt đỏ sọng lên cơ hồ như muốn chảy máu ra, nhưng miệng không nói được tiếng nào, không cử động được. Ngọc Diện Hồ đưa ngón tay điểm vào ba huyệt Linh Toàn, Á Môn và Thần Phong ở cổ của Phạm Thế Quan. Phạm Thế Quan đột nhiên hắn lên mấy tiếng, dương cặp mắt lên nhìn. Ngọc Diện Hồ nhõe miệng cười: "Phạm Thế Quan, ta mong rằng ngươi đừng có cố chấp. Ta trịnh trọng báo cho ngươi biết đây là cơ hội cuối cùng để cho ngươi mở miệng. Nếu ngươi không chịu nói thì vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để nói nữa đâu." Phạm Thế Quan trừng mắt:
không làm gì được đâu. Người quyết định kết liễu cuộc đời mình. Câu này ta nghe đi nghe lại cả trăm ngàn lần rồi. Người hạ thủ đi. Ngọc Diện Hồ nhắc lại. Đây là lần cuối cùng. Phạm Thế Hoàng nhắm nghiền mắt lại không nói lời nào. Ngọc Diện Hồ cười khúc khích. Phạm Thế Hoàng, người chết thì có đáng kể gì, nhưng chỉ khổ cho một người. Phạm Thế Hoàng vẫn lờ đi như không nghe thấy. Ngọc Diện Hồ trên mặt thoáng lộ vẻ nham hiểm, giọng nói lạnh như băng. Phạm Thế Hoàng, người có muốn nghe tin tức vô sông tiên tử Chung Du Hồng không? Phạm Thế Hoàng đột nhiên mở to mắt ra vẻ xúc động. Nàng làm sao rồi? Ngọc Diện Hồ đáp. Vì y nghĩ tới ngươi nhiều quá mà không còn ra người nữa. Đầu tóc bù xù, mặt mũi bơ phờ như kẻ mất hồn vậy. Phạm Thế Hoàng rung lên bần bật, nước mắt chảy quanh. Ngọc Diện Hồ âm hiểm nói. Y lại phát điên, lưu lạc trên chốn giang hồ. Gặp ai y cũng hỏi ngươi ở đâu. Phạm Thế Hoàng kêu lên một tiếng rồi học máu tươi ra. Cung Cừu lấy làm tội nghiệp cho y. Nhưng chính bản thân chàng hiện tại còn chưa giữ được. Nói chi đến người ngoài. Ngọc Diện Hồ đắc chí. Phạm Thế Hoàng, nếu ngươi cho ta biết phò bí lục đó hiện giờ ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi. Phạm Thế Hoàng vẫn đáp bằng một giọng cứng cỏi. Ta đã quyết tâm lấy cái chết để báo đáp sư môn. Ta chết rồi các ngươi cũng không sống được đâu. Ngọc Diện Hồ lờ đi. Chung Du Hồng hiện còn sống ở trên đời, ngươi để cho y phải chịu thống khổ đến chết hay sao chứ? Phạm Thế Hoàng không nhận được, xa nước mắt thét lớn. Thôi, ngươi đừng nói nữa. Ngọc Diện Hồ tỏ vẻ hết sức thành thực. Phạm Thế Hoàng, trong võ lâm quanh đi quẩn lại, hết đấu trí rồi lại đấu lực, thắng bại là chuyện thường. Dù ngươi có trao bí lục cho ta cũng không phải là đã phạm tội với sư môn. Công cuộc đêm qua Tam Hồ lại thắng một kèo nữa. Non xanh còn đó, lo gì hết củi đun. Ngươi đem bí lục để đổi lấy sự tự do. Ngươi còn gì thì hãy còn, biết đâu lại chẳng có cơ hội để cho ngươi lấy lại bí lục từ trong tay của ta. Phạm Thế Hoàng dường như ở trong lòng bị lay chuyển, sắc mặt của y biến đổi mấy lần. Ngọc Diện Hồ sẵn lấy cơ hội thuyết phục. Sư môn ngươi đã vào hàng tà ma tả đạo, tất cả đều có thể khôi phục lại công lực cho ngươi mà. Chúng ta còn cơ hội đấu nhau tiếp. Phạm Thế Hoàng nghiến chặt hai hàm răng, dương cặp mắt tròn xoe nhìn trong động. Ở trong lòng của y đang quyết chọn lấy một đường sống hay chết. Ngọc Diện Hồ miệng lẩm bẩm, dường như là nói để cho mình nghe. Khách đa tình xưa nay để hận ngàn thu, đáng thương cho vô song tiên tử. Không tiêu tan được bức trường thành kiên cố của ái tình, chìm đắm vào giấc mộng si mê, không bao giờ tỉnh lại. Món nợ phong nguyệt bao giờ mới trả cho xong? Phạm Thế Hoàng rung bắn người lên, lại thổ ra máu tươi lần nữa, giọng run run. Còn yêu hồ kia, ta chịu lời mi. Ngọc Diện Hồ mỉm cười dịu dàng nói. Phạm Thế Hoàng, quyết định của ngươi thông minh đó. Nếu như ngươi biết giao và cũng bị mai một, chẳng ích gì cho sư môn của ngươi, còn làm hại đến người vợ si tình của ngươi nữa. Phạm Thế Hoàng gượng cười. Luật lệ của sư môn ta rất nghiêm khắc, nhưng chỉ vì nàng. Hỡi ơi, 20 năm trời này, chẳng lúc nào là ta không tưởng nhớ đến nàng. Duyên nàng bà Nguyệt Xe đã lỡ rồi. Ngọc Diện Hồ chúc Liên Chi lại bồi thêm một đòn nữa. Phạm Thế Hoàng, người chôn sống cái xuân xanh của vô song tiên tử, nhưng những ngày tàn tạ còn có thể bù đắp lại cho y. Câu này đánh trúng vào tâm khảm của Phạm Thế Hoàng. Người ta sinh ra ở đời, dù là con người gan đồng giả sắt, coi cái chết như không, nhưng không thể bỏ qua được chữ tình. Huống chi Phạm Thế Hoàng cùng Chung Du Hồng là đôi vợ chồng tình nghĩa thâm trọng. Phạm Thế Hoàng lẳng lặng hồi lâu, rồi lớn tiếng. Chút Liên Chi, bây giờ ta tạm thời giao bí lục cho mi, nhưng ta thề rằng sẽ quyết lấy lại. Nếu mi sợ ta thì nên giết ta đi, ta nói để mi biết trước. Ngọc Diện Hồ lên tiếng quả quyết nói. Người võ lâm nói sao đúng vậy, ta đã dám tha ngươi thì còn sợ gì ngươi báo thù. Phạm Thế Hoàng nét mặt vô cùng đau khổ. Bí lục ta để trong đế dài bên phải. Ngọc Diện Hồ không giấu nổi sự vui mừng, người của mụ rung lên bần bật.
Mụ đưa tay ra tuột đế dài của Kế Quan. Mụ lật lần da lót và coi cẩn thận mà chẳng thấy gì, bất giác mụ biến sắc. Ở chỗ nào? Phạm Thế Quan nhắm mắt lại nói rất khẽ. Ở trên lần da cuối cùng. Ngọc Diện Hồ kiếm lại quả thấy có một làn da này có những chữ nhỏ dứt bằng đầu ngón tay như hình người. Mụ xúc động. Phạm Thế Quan, ta thật bội phục ngươi là người mưu trí hơn đời. Nếu ngươi không nói ra thì đến thánh cũng không thể nào tìm thấy được. Miệng của mụ nói mà hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đế giày. Phạm Thế Quan ở trong lòng khó chịu đến cực điểm. Trên trán của y toát mồ hôi nhỏ giọt. Ngọc Diện Hồ xem hết một lượt rồi gật đầu. À, quả nhiên là những ngôn độc đáo xưa nay chưa từng thấy. Phạm Thế Quan, bây giờ ngươi đi đi. Nói xong mụ giải khai những huyệt đạo cho Phạm Thế Quan. Phạm Thế Quan đã mất hết võ công, hiện giờ chẳng khác chi một người thường. Y đứng dậy, người lão đảo đi không vững, liếc mắt nhìn cung cựu một cái rồi cất bước đi ra ngoài động. Ngọc Diện Hồ gói bí lục lại cất vào sau lưng rồi cả cười. Chẳng bao lâu nữa Chúc Liên Chi này sẽ thành tài cao thủ đệ nhất thiên hạ, dạng lão tà có đáng kể vào đâu. Cung cừu lại một lần nữa nghe thấy danh hiệu dạng lão tà, chàng tự hỏi. Phải chăng Phạm Thế Quan là môn hạ dạng lão tà, nhưng sao y lại là tôn chủ của Không Đạo? Bất thình lình ở ngoài cửa động nổi lên một tiếng quát, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm. Ngọc Diện Hồ đột nhiên biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, mụ lại nở một nụ cười nham hiểm. Cung cừu lẩm bẩm, chắc Phạm Thế Quan chết rồi. Bóng người thấp thoáng, Tống Khôi chạy vào. Ngọc Diện Hồ run run, tiểu tử có chuyện gì? Tống Khôi đáp, đồ nhi đánh chết y rồi. Ai? Phạm Thế Quan. Sao? Ai bảo ngươi hạ thủ? Đồ nhi ngỡ là có chuyện gì xảy ra thừa cơ tẩu thoát. Ngươi không biết y đã mất hết võ công rồi ư? Tống Khôi ấp úng, nhưng lúc đó đồ nhi không nghĩ tới. Ngọc Diện Hồ tỏ vẻ không bằng lòng. Ngươi làm cho ta thành người thất tính và sẽ bị đồng đạo quở trách. Cái đó ta đã thuận tình tha y ra về, ngươi tưởng mình làm thế là hay là phải ư? Tống Khôi sợ hãi nói. Sư phụ có nghĩ đến sau khi tha y rồi gặp hậu quả gì không? Ngọc Diện Hồ đảo mắt nhìn cung cừu, mặt của mụ đang biến đổi đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ hỏi Tống Khôi. Tiểu tử, ta đối đãi với ngươi thế nào? Tống Khôi xỉn nịnh. Sư phụ bảo đồ nhi chết, đồ nhi cũng mãn nguyện. Ngọc Diện Hồ dặn lại, có thật không? Tống Khôi khẳng khái, đó là lời nói tự đáy lòng của đồ nhi thốt ra. Ngọc Diện Hồ từ từ đứng lên nở một nụ cười khiêu gợi. Ta bảo ngươi chết, thiệt tình ngươi có oán hận gì không? Tống Khôi sắc mặt biến đổi, miệng ngập ngừng. Cái đó dĩ nhiên rồi, nhưng đồ nhi nghĩ rằng sư phụ không nỡ bỏ đồ nhi. Ngọc Diện Hồ nói, ngươi tưởng lầm rồi đó. Rồi một tiếng rú thảm vang lên. Tống Khôi đã bị đánh dở sọ nằm lăn ra đất. Ngọc Diện Hồ Chúc Liên Chi đã ra tay đánh chết gã đồ đệ Tống Khôi. Thật là một việc thương luân bại lý, không thể tưởng tượng được. Người đàn bà dâm đảng tàn nhẫn như mụ trên thế gian này thật hiếm có. Cung cừu thấy vậy lông tóc dựng đứng lên, ở trong lòng rất là lo âu, không hiểu mụ sẽ đối phó với mình ra sao. Ngọc Diện Hồ Chúc Liên Chi đưa chân hất cái xác của Tống Khôi ra xa, rồi quay lại nhìn cung cừu bằng cặp mắt lẳng lơ. Mụ đỏ mặt, rồi nói bằng một giọng hết sức là quyến rũ. Cung cừu, cục cưng của ta ơi, ngươi với ta là duyên hay là nợ? Mà ta vừa trông thấy ngươi, thì lòng xuân đã phơi phới, không tự chủ được bản thân. Cung cừu lúc này chỉ lộ vẻ oán hờn bằng ánh mắt. Ngọc Diện Hồ cười mắt hiếp lại, mụ tự nhìn mình. Tiểu huynh đệ, có phải ngươi không thích ta? Khóe mắt của ngươi lộ vẻ hằn học, nhưng ta vẫn thích ngươi, cho ngươi nếm mùi vị cực thú ở nhân gian, rồi tự khắc ngươi sẽ yêu ta. Cung cừu trợn mắt lên muốn rách cả mi mắt ra. Tuy chàng giận đến cực điểm nhưng không làm gì được. Ngọc Diện Hồ phong phanh tấm áo để lộ bộ ngực nửa kín nửa hở. Đầu mày cuối mắt, cả đôi nụ đào cũng hở ra một nửa. Cung cừu nhìn cảnh tượng trước mắt mà nóng bừng, trái tim nhảy loạn lên, mạch máu chạy rần rần. Chàng nghiến răng nhắm mắt lại. Mùi hương thoang thoảng, Ngọc Diện Hồ đã dựa vào bên chàng. Mụ mở miệng hơi thơm như hoa lan.
Tiểu huynh đệ, ngươi hãy xơi món này đã, rồi ta sẽ giải quyết cho. Nói xong, mụ đưa tay mở miệng của Cung Cừu rồi nhét vào một viên thuốc. Cung Cừu không còn đất để phản kháng nữa. Chỉ trong chớp mắt, chàng có cảm giác khó chịu hơn là phải chết đi. Chàng cay cực khi thấy đối phương là kẻ thù chẳng đội trời chung, mà mình phải để cho mụ ta muốn làm gì thì làm. Một luồng hơi nóng từ huyệt đan điền bốc lên, rồi chạy ra khắp cả thân thể. Huyết mạch tăng tốc dần, trái tim đập thình thịch. Dần dần chàng cảm thấy một thứ thèm khát lạ lùng nổi lên. Đột nhiên chàng hiểu ra ngay, viên thuốc mà Ngọc Diện Hồ vừa cho chàng uống đúng là một viên thuốc khiêu dâm. Chàng dương cặp mắt ra nhìn đối phương khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Sống dục nổi lên cơ hồ mất đi lý trí. Ngọc Diện Hồ phô bày cả bộ ngực cùng đôi cánh tay mịn màng, nước da trong trắng như ngọc, miệng như đóa hoa anh đào, vẫn lẩn quẩn trong đầu óc của chàng không sao đẩy ra được. Cung Cừu vận dụng hết cả lý trí để chống lại cái ma lực hấp dẫn kia. Chàng để hết tâm trí nghĩ vào cừu hận, nhưng vẫn không ăn thua gì, vì khắp người của chàng nóng bừng, mặt của chàng dường như nóng muốn dở ra. Chàng toàn thân đã bị khuất phục bởi sức thèm muốn. Trán của chàng toát mồ hôi nhỏ giọt, mũi của chàng hơi thở khập khè. Chàng muốn la lên mà không ra tiếng. Ngọc Diện Hồ lại cất tiếng: "Tiểu huynh đệ, lại đây, ta cần ngươi lắm." Tiếng gọi của mụ như rót vào tai của chàng càng thêm phần háo hức. Cơ thể của chàng đã có chút mất lý trí. Cung Cừu lại mở mắt ra, thấy Ngọc Diện Hồ ngồi trên mình, áo quần hở hang, cặp mắt lim dim, mặt đỏ bừng như hoa lựu tháng năm. Những nỗi thống khổ trong mắt của chàng bây giờ cũng mất hết, để thay thế vào bằng tia sáng đầy dục vọng thú tính. Lúc này Cung Cừu không khác chi là một con thỏ non bỏ chung vào củi với một con sư tử. Con sư tử nhỏ dãi thèm món mồi, nhưng là một con thỏ dương ánh mắt như gian sinh cầu khẩn để con thú kia buông tha cho mình. Ngọc Diện Hồ đưa ngón tay ngọc ra giải khai huyệt đạo cho Cung Cừu rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Trong động thẳm gió xuân hay hay, xuân sắc triêu người. Cung Cừu đứng phát dậy, cặp mắt nhìn trừng trừng tấm thân mịn màng khiêu gợi. Ngọc Diện Hồ khẽ giơ hai tay ra, miệng ú ớ, thanh âm của mụ khiến cho người nghe phải tiêu hồn. Cung Cừu đưa tay lên toan cởi áo dày, ngón tay của chàng bỗng chạm phải chiếc khóa ngọc ở trước ngực, làm cho linh trí của chàng tỉnh lại giữa biển dục sóng xô. Chỉ trong nháy mắt chàng hiểu ra rằng mình bị dược lực kềm chế, không có cách nào phản kháng được cơn thèm muốn xác thịt. Thì may thay chàng nhớ tới Tích Độc Đan. Chàng tự nghĩ Tích Độc Đan đã công hiệu giải bất cứ bách độc, thì thứ thuốc nung nấu tình dục này cũng chỉ là một loại thuốc độc có thể giải được. Chàng vội lấy ra một viên bỏ luôn vào miệng. Ngọc Diện Hồ vẫn chưa mở mắt ra, mụ mơ màng: "Tiểu huynh đệ, ngươi còn chờ gì nữa? Ta không chịu nổi nữa rồi." Tích Độc Đan quả là linh dược. Chỉ trong giây lát, một luồng hơi mát như quạt vào ruột đánh tan bầu lửa dục. Cung Cừu tỉnh táo lại, sát khí lại nổi lên. Chàng biết rằng bản lãnh mình không thể địch lại Ngọc Diện Hồ. Nếu mình không thừa cơ mụ đang mê loạn tâm thần mà hạ thủ ngay, thì đến lúc mụ tỉnh lại hậu quả không thể lường nổi. Ngọc Diện Hồ lại thở hổn hển: "Lại đây." Cung Cừu đáp: "Tại hạ lại đây." Bình một tiếng, Cung Cừu đã in một dấu chưởng vào ngực nõn nà của Ngọc Diện Hồ. Ngọc Diện Hồ lăn người đi một cái ra đến tám thước. Mụ đứng phát dậy, máu tươi ở trong miệng phun ra như suối. Cung Cừu định bụng đánh chừng này một chưởng mụ phải mất mạng, nên đã dẫn đến 10 thành công lực, chiêu thức mãnh liệt vô cùng. Thế mà Ngọc Diện Hồ vẫn còn trần mình đi đứng được như vậy, thì biết công lực của mụ thâm hậu đến giường nào. Ngọc Diện Hồ trong lúc thảng thốt không nói ra lời, mụ có ngờ đâu Cung Cừu đã mạnh tay, nhất là đối phương rõ ràng đã bị kềm chế rồi kia mà. Ngọc Diện Hồ quần áo tả tơi, thân hình hở hang phô bày những nét tuyệt mỹ, mà giữa ngực lại có một vết bàn tay in vào, thật là một cảnh tượng không bút mực nào tả xiết. Mặt Cung Cừu như bao phủ một làn sát khí khủng khiếp, mắt chàng ra vẻ oán thù.
Tình trạng này chẳng khiến cho chàng động tâm chút nào. Hồi lâu Ngọc Diễn Hồ mới cất tiếng hỏi ấp úng: Cung Cừu, ngươi lại lấy... Cung Cừu mặt lạnh như băng: Chúc Liên Chi, bữa nay ta phân thây của ngươi ra muôn đoạn. Thanh âm của chàng khiến cho người nghe không rét mà run. Ngọc Diễn Hồ tiêu tan hết dục vọng, cặp mắt đắm đuối lúc trước bây giờ lóe ra những tia sáng rùng rợn, mụ nghiến rằng: Cung Cừu, có phải mục đích của mi là muốn lấy nửa phò Nhất Nguyên Bảo Lục này không? Cung Cừu sẵn giọng: Cái đó nguyên là của ta mà. Của mi? Đúng thế. Mi là môn hạ Võ Lâm Nhất Lão. Cung Cừu nghiến răng: Con yêu tinh kia 18 năm cuộc đổ máu tại Nhị Hiền Trang, mi cũng có phần, có phải không? Ngọc Diễn Hồ biến sắc lớn tiếng quát: Thằng lỗi con, mi là ai? Cung Cừu gằn giọng nói từng tiếng: Ta là con người đứng đầu Vô Địch Song Kiếm, tên gọi Nam Cung Tinh, mi hiểu rồi chứ? Ngọc Diễn Hồ chút Liên Chi dương ánh mắt lên, lùi lại 3 bước, run run hỏi: Nam Cung Tinh còn có người thừa kế ư? Cung Cừu đáp ngay: Nếu không còn thì lấy ai mà đòi món nợ máu đó? Thằng lỗi con, mi mà nói đến chuyện báo thù thì ta e rằng hãy còn xa lắm. Mi hãy thử đi coi, nhất định là mi phải chết rồi. Chưa dứt lời, mụ đã dung chưởng đánh vào Cung Cừu. Thạch động này chật hẹp, không có đất lãng tránh, chỉ còn cách đón đỡ ra mặt. Cung Cừu giơ chưởng lên nghênh địch, một tiếng bình vang lên. Ngọc Diễn Hồ loạn choạng người đi, Cung Cừu cũng phải lui lại một bước dài. Ngọc Diễn Hồ đã bị Cung Cừu đánh một chưởng, mụ bị thương rồi mà công lực vẫn còn mạnh đến như thế, thật khiến cho người ta phải lắc đầu lè lưỡi. Cung Cừu rùng mình sợ hãi. Ngọc Diễn Hồ loạn người đi một cái nhanh như chớp, chộp tay xuống trước mặt Cung Cừu. Cái chộp này không những mau lẹ mà còn kỳ bí tuyệt luân. Cung Cừu lâm vào tình trạng khó bề che chở né tránh, đành ra chiêu đầu thạch phủ tinh để phản công. Ngọc Diễn Hồ đột nhiên thu chiêu lại, nửa người về phía sau, đồng thời phóng chưởng ra nhanh như chớp. Binh! Cung Cừu bắn lui lại đến một trượng, da mạnh vào vách đá, khí huyết nhộn nhạo cả lên. Ngọc Diễn Hồ bật lên một tiếng cười rùng rợn, nhảy bổ lại phóng luôn 3 chưởng. Cung Cừu nghiến răng dẫn sức để hứng lấy 3 phát chưởng lôi đình nặng tựa ngàn cân. Bình! Mấy tiếng như trời long đất lở, kình phong chạm vào vách đá rồi hất trở lại, đá núi bay ra ầm ầm đến đinh tai nhức óc. Cung Cừu mắt đổ đom đóm xương cốt đau như dần, huyết khí chạy ngược đường, học máu ra đằng miệng. Ngọc Diễn Hồ người cũng loạn choạng, miệng ứa máu tươi. Cung Cừu biết rằng bữa nay nếu mình không địch nổi mụ thì chẳng những không báo được thù mà còn di hận ngàn thu. Nghĩ đến cù hận, sức lực của chàng gia tăng gấp bội phần. Chàng quát lên một tiếng, dùng chưởng ra đánh thục mạng. Ngọc Diễn Hồ cũng nghĩ thầm, nếu mình không đánh được đối phương thì nguy hiểm cho mình. Giả tỷ Cung Cừu không thừa lúc mụ lửa dục đốt thân, ra tay đột ngột khiến cho bị trọng thương thì còn địch lại thế nào được. Ngọc Diễn Hồ cũng căm hận đến cực điểm. Đồng thời mụ nghĩ tới nửa phần dưới của phò Nhất Nguyên Bảo Lục đã vào tay, và thần công tuyệt thế này mấy bữa nữa là thành tựu. Nếu không trừ được Cung Cừu thì mối hậu quản không biết đâu mà nói. Mặt khác sư môn Thiên Thủ Tú Sĩ Phạm Thế Quang cũng đáng lo ngại vô cùng. Mụ đề tụ hết công lực đánh ra một chưởng, lại một tiếng sầm vang lên, rồi đồng thời 2 tiếng rên phát ra. Cung Cừu ẻ lên một tiếng, học máu tươi ra miệng, người của chàng lão đảo muốn té. Ngọc Diễn Hồ cũng loạn choạng lùi lại 2 bước rồi ngồi phệt xuống đất, máu tươi đầy ngực, thở lên hồng hộc. Giấy máu loang lộ, 2 trái đào rung động, mà trường đấu thì lại đằng đằng sát khí, thật chẳng ăn nhịp với nhau chút nào. Cung Cừu phong tỏa cho khí huyết khỏi nhộn nhạo, chàng điều hòa hơi thở xăm xăm chạy tới trước mặt Ngọc Diễn Hồ. Tiếng chàng bước nặng chịch trên nền đá, trong động phát ra những tiếng vọng đầy sát khí rùng rợn. Ngọc Diễn Hồ đầu tóc rũ rượi, mặt mũi trong gớm ghiếc. Cung Cừu tiến lại gần đến nơi, rút trường kiếm đánh soạt một tiếng, giọng nói sắc như dao: Chúc Liên Chi, mi là một đứa trong bọn tam hồ phải nộp mạng đầu tiên. Chàng vừa quát vừa phóng kiếm ra. Ngọc Diễn Hồ đứng phát dậy gầm lên, phóng chưởng chên chết ra đánh vào thanh kiếm. Còn một chưởng nữa mụ xòe 5 ngón tay nhằm điểm vào huyệt đan điền của Cung Cừu.
Cung Cựu không ngờ đối phương bị trọng thương mà còn phản kích được và ra những chiêu cực kỳ lợi hại. Chính chàng cũng bị thương trầm trọng nên phóng kiếm không được mau lẹ và ác liệt như lúc bình thường. Thế vậy chàng không thay đổi kiếm thế, cứ đâm thẳng. Choang một tiếng, Ngọc Diện Hồ phóng chưởng hất thanh trường kiếm ra. Thanh trường kiếm xích rơi khỏi tay của Cung Cựu. Đồng thời tay trái của chàng phát chưởng cũng đụng vào tay của đối phương, hai bên cùng rung lên. Ngọc Diện Hồ gạt được mũi kiếm ra rồi, tay chưởng biến thành chỉ chụp xuống vai Cung Cựu. Cung Cựu cảm thấy đau đến thấu tim gan, nửa người trên phải tê dại, thanh trường kiếm không nắm vững được phải rơi xuống đất. Năm ngón tay đối phương đã nắm chặt vào bả vai chàng. Ngọc Diện Hồ đánh một chiêu đắc thắng, mụ giơ tay kia đâm vào huyệt chí đường của Cung Cựu. Cung Cựu liều chết rít hai hàm răng lại, phóng một cước ra nhanh như chớp. Binh! Ngọc Diện Hồ bị đá một cước gãy đùi. Chỉ lực của mụ bị tiêu tan nên tuy điểm trúng tử huyệt mà Cung Cựu không chết. Ngọc Diện Hồ tuy bị gãy xương đùi nhưng tay của mụ đã đâm vào vai của Cung Cựu, liền giữ chặt lấy cho người khỏi ngã xuống. Cung Cựu một phát đá thành công, tay trái của chàng phóng ra một chiêu đầu thập phá tình. Một tiếng rú thảm nhất trần ai vang lên. Bàn tay Cung Cựu đã đâm vào ngực của đối phương ngập đến cổ tay. Rồi hai người ngã lăn ra trên vũng máu. Ngọc Diện Hồ rách cả ké mắt. Mụ mấp máy như muốn nói gì mà không thốt được ra lời. Mụ chết rồi mà năm ngón tay đâm vào vai của Cung Cựu vẫn chưa chịu buông ra. Cung Cựu rút bàn tay ở ngực của Ngọc Diện Hồ ra. Chàng lại thu tàn lực đẩy năm ngón tay của Ngọc Diện Hồ ra khỏi vai. Máu giọt lên như suối rồi chàng ngất đi. Không biết là qua bao nhiêu thời gian, Cung Cựu dần dần tỉnh lại. Bên tai của chàng văng vẳng nghe một cặp nam nữ đang nói chuyện với nhau. Đại ca, vụ này thế nào đây? Lạ quá, vụ này khó hiểu lắm. Tại sao chưa đến nửa ngày Tam Muội cùng bọn chúng lại bị hạ độc thủ? Trước đây 2 giờ trong động này không có một người nào mà. Thiệt là khó hiểu quá đi. Lại cả thằng lỗi họ Cung kia cũng bị chết ở đây thì trời nào mà hiểu được. Gã xem tình hình Phạm Thế Quang đã bị điểm trúng tử huyệt mà chết. Tống Khôi bị chưởng đánh toi mạng. Trước khi Tam Muội chết đã qua một phen chiến đấu gian khổ. Cung Cựu nghe thanh âm thì hiểu ngay là Thiên Diện Hồ Xài Sinh Sơn và Cửu Tâm Hồ Diêm Dân Hương. Chàng sợ quá, trái tim của chàng dường như muốn nhảy ra ngoài. Miệng chàng tự nghĩ, nếu chúng phát giác ra mình chưa chết thì hậu quả không biết đến đâu mà nói. Thiên Diện Hồ Xài Sinh Sơn tiếng nói lạnh như băng. Chúng ta thử xem làm sao mà thằng lỗi họ Cung chết đi. May ra có thể tìm được một chút manh mối. Cửu Tâm Hồ Diêm Dân Hương đổng đảnh nói, đại ca xem đi, Bình Sinh tiểu muội rất sợ mó vào xác chết. Cung Cựu trái tim như chìm hẳn xuống, chàng than thầm, thế là xong đời. Thiên Diện Hồ tiến lại gần Cung Cựu. Thiên Diện Hồ tay vừa chạm vào áo Cung Cựu, hắn tưởng chừng như bị điện giật. Trái tim của hắn dường như co lại, toàn thân rung lên, mạch máu đột nhiên ngừng chảy. Bất thình lình Cửu Tâm Hồ la lên một tiếng kinh hoàng. Thiên Diện Hồ rụt tay về kinh hãi hỏi, chuyện gì vậy? Cửu Tâm Hồ mặt mày biến sắc vừa rung lên, gã là quái vật kia. Thiên Diện Hồ hốt hoảng, ai? Cửu Tâm Hồ nói, Võ Lâm Nhất lão bất phi. Đại ca coi thương trí mạng trước ngực của Tam Muội. Thiên Diện Hồ la lên, ôi cha, đúng rồi, đúng là hắn rồi. Đây là chiêu khai tâm kiến Phật, chiêu thứ tư trong Lạc Anh Tán Thủ. Cửu Tâm Hồ sợ sệt, hiện vết máu chưa khô, Tam Muội bị hại chưa lâu lắm. Thiên Diện Hồ buồn rầu nói, 30 năm trước Tam Hồ ngẫu nhiên gặp nhau kết làm huynh đệ. Chúc Tam Muội tuổi nhỏ hơn cả mà lại phải chết trước. Cung Cựu ngấm ngầm sửng sốt, vì Tam Hồ kết nghĩa với nhau 30 năm trước đây. Như vậy thì Ngọc Diện Hồ chúc liên chi thì ra cũng đã trên 50 rồi. Thế mà coi mụ dường như là một thiếu phụ ngoài 20. Con yêu hồ này chắc có diệu thuật giữ cho người trẻ mãi. Cửu Tâm Hồ nghiến răng nói, đại ca, anh em bị gãy cánh, thù này không dễ bỏ qua. Hung thủ chắc chưa chạy xa được, chúng ta hãy chia nhau ra rượt theo hắn. Lúc quay về hãy mai táng di thể Tam Muội. Thiên Diện Hồ gấp rút nói, phải rồi, chúng ta đi thôi. Luồng gió phe phẩy, lưỡng hồ lướt mình ra khỏi cửa động.
Cung Cừu thở phào nhủ thầm, thật là một phen hú vía. Chàng cố nhịn đau trở mình đứng dậy. Ánh tà dương chân chết chiếu vào trong động, khiến cho những dũng máu cùng những xác chết thêm phần rùng rợn. Công việc đầu tiên Cung Cừu là phải khôi phục lại công lực để cấp tốc rời khỏi nơi đây trước khi lưỡng hồ quay trở lại. Chàng móc sau lưng lấy 3 viên quy nguyên đan ở trong bình ra bỏ vào miệng nuốt luôn. Chàng dẫn tông để thúc đẩy dược lực cho mau công hiệu. Chừng độ nửa khắc, thuốc chạy khắp mình, nguyên khí phấn chấn. Chàng thấy mình có thể gắng gượng cử động được, vội nhặt trường kiếm lên tra vào vỏ, rồi lần lưng xác chết của Ngọc Diện Hồ lấy nửa pho nhất nguyên bảo lục cất vào bọc. Chàng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn cái thi thể đôi thầy trò xứ Huế một lần cuối cùng rồi đi ra cửa động. Ngoài cửa động, thi thể của thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quang hãy còn nằm lăn ra đó. Cung Cừu bất giác dừng bước, chàng nghĩ thầm, bất luận Phạm Thế Quang là hạng người như thế nào, nhưng y có những kẻ thù chung với mình. Hơn nữa y lại có mối thâm tình với chân đệ. Vì những nguyên nhân này, lẽ nào mình bỏ đi thi thể của y đây cho đành được. Nhưng chàng nghĩ lại, lưỡng hồ sắp quay về động mà công lực của mình chưa hoàn toàn bình phục, nếu bị chúng bắt gặp thì hậu quả không biết đến đâu mà nói. Nghĩ đi nghĩ lại rồi chàng cõng thi thể của Phạm Thế Quang lên, rứt chặt hai hàm răng, chân bước hãy còn loạn choạng đi vào khu rừng rậm mé tả huyệt động. Cung Cừu định bụng đem thi thể của Phạm Thế Quang giấu vào một nơi nào đó kín đáo, rồi tìm một chỗ trị thương, chờ cho công lực hoàn toàn bình phục rồi hãy đến chuyện mai táng. Cung Cừu bị trọng thương chưa khỏi, lại phải vác thêm cái xác chết, đi đến nửa dặm đường thì mồ hôi của chàng toát ra như tắm, khí huyết nhộn nhạo, mắt đổ đơm đớm. Chàng nhìn quanh một lúc, thấy gần có một hốc cây, liền tiện việc giấu xác của Phạm Thế Quang. Giữa lúc chàng toan đặt di thể của Phạm Thế Quang xuống thì bất thình lình một tiếng la kinh ngạc vọng lại. Cung Cừu trống ngực đánh thình thịch, quay đầu nhìn lại, bất giác hồn vía lên mây. Chàng than thầm, phen này chắc chết rồi. Người xuất hiện đột ngột đó rõ ràng là Cửu Tâm Hồ Diêm Dân Hương. Thật là ma đưa lối, quỷ đưa đường, xui đến nỗi phải gặp quan gia ở đây. Cửu Tâm Hồ dường như rất kinh ngạc vì mụ đã thấy Cung Cừu mình mẩy đầy máu me nằm chết ở trong động, mà sao bây giờ lại cõng thi thể của thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quang đến đây thì thật là một điều quái dị. Mụ kinh ngạc một lát rồi bật lên tiếng cười the thé hỏi, thằng nhỏ kia, mày chưa chết sao? Cung Cừu đặt thi thể của Phạm Thế Quang xuống lạnh lùng, chuyện chi? Cửu Tâm Hồ lớn tiếng quát, kẻ nào đã hạ thủ giết Ngọc Diện Hồ Trúc Liên Chi? Cung Cừu tự biết khó lòng thoát khỏi tay đối phương, đành bạo đáp, ta đã giết y đó, ngươi làm gì? Mi ư? Đúng thế, mi nói láo. Cung Cừu hắng giọng chứ không nói gì nữa. Cửu Tâm Hồ tiến gần lại một bước, dằn giọng hỏi, tiểu tử, mi có chịu nói thật không? Cung Cừu hằng học, ta không nói thì sao hả? Mi không nói không được. Mụ vừa nói vừa vươn tay ra chụp xuống ngực của Cung Cừu. Giữa lúc ấy, thanh âm lão già khàn khàn vang lên, dừng tay. Cửu Tâm Hồ thu tay về, giật mình lùi lại. Cung Cừu đang bó tay chịu chết, thoạt nghe tiếng quát, tinh thần của chàng phấn chấn, đảo mắt nhìn ra xem là ai. Chàng thấy ở ngoài xa cách chừng 2 trượng, quái nhân áo xanh che mặt đứng lù lù, bộ dạng thần bí của lão cùng cảnh rừng rậm âm u tựa ma quỷ hiện hình, trông lại càng kinh hãi. Người áo xanh che mặt đảo mắt nhìn Cung Cừu, làm cho chàng sợ run, vì tê mắt của lão làm cho tâm trí của chàng phải xao xuyến. Người áo xanh che mặt hỏi, thì chết rồi ư? Cung Cừu biết lão hỏi câu này là muốn nói Phạm Thế Quang, chàng liền gật đầu, y chết rồi. Người áo xanh che mặt lại đưa mắt nhìn Cửu Tâm Hồ. Cửu Tâm Hồ không nói gì, đột nhiên lao người đi. Bỗng lão quát lên, đứng lại đã. Lạ thay, người áo xanh che mặt chưa dứt lời, Cung Cừu chưa kịp trông rõ cử động của lão, đã thấy lão đứng lù lù trước mặt của Cửu Tâm Hồ. Thần pháp của lão tưởng chừng như thần không hai quỷ không biết. Cửu Tâm Hồ kinh hãi lùi lại chỗ cũ rung lên, các hạ là cao nhân ở đâu đến? Người áo xanh che mặt cười ghê rợn,
người chuẩn bị cái chết như thế nào đây? Cửu Tâm Hồ xám mặt, ra chiều sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố bình tĩnh. Người áo xanh che mặt lạnh lùng nói, Diêm Vân Hương, bây giờ ngươi tự móc mắt chặt tay rồi đập vỡ tâm mạch ra mà chết, hay để lão phu phải động thủ đây? Giọng nói của lão bình thản mà chứa đựng đầy vẻ tàn độc. Cửu Tâm Hồ đột nhiên bật cười the thé. Các hạ thật coi thường người bằng nửa con mắt. Diêm Vân Hương này đâu phải là hạng dễ ai muốn tùng xẻo thế nào cũng được. Vẫn một giọng bình thản, người áo xanh che mặt hỏi, người muốn lão phu động thủ chăng? Diêm Vân Hương lùi lại một bước, tại hạ đành phải đón tiếp thôi.